Trước kia người ta nói xấu thiên tâm, người nói xấu chú. Cái đó đó, người ta nói xấu thiên tâm nhưng nói xấu chú là để cho thử thách những người mà mới đây mang họ thiên, coi có vững tâm hay không. Cho nên mình cũng dùng cái đó để mình học hỏi, mình tu, để mình giữ vững cái lòng tin của mình. Còn người nào mà không có chánh kiến mà nhìn thấy được mấy cái đó đó, cũng thật sự không có xứng đáng là con của Thượng Đế nữa. Đó là con có ma quỷ mới mới không có nhìn thấy. Đó rất là rõ rệt. Nghe với nhìn thấy là mình biết. Việt Nam Trung Quốc với ngày xưa là anh em phải không chú? Không phải. Hồi xưa nước Tàu là nước của nước Việt Nam, ngang cái bờ sông Dương Tử là nước Việt. Thì lúc đó đó mình làm lúa mình với đồng bằng, còn người Trung Quốc là người Hoa Hạ ở trên núi, nó không có đồng bằng. Khi cái dân của mình á, làm trúng mùa lúa đó mình mới ăn mừng thì mới gọi là Tết. Nhưng cái người Hoa Hạ họ nghe, họ sống trên rừng núi hung dữ mà họ bự con hơn mình, thì họ mới lấn lướt mình, họ mới tấn công mình, đánh hoài, đánh ra lúc thời Câu Tiễn luôn á. Rồi bây giờ á, những miếu như Bà Chưng, Bà Triệu gì á, nằm ở bên Tàu á, rồi Quảng Đông, Quảng Tây cũng là người Việt, cũng là một nhánh của người Việt ở trên nói như vậy. Chứ người Tàu là người đi cướp nước, đi ăn hiếp người Việt từ gần cả 5-10 nghìn năm tới ngày hôm nay. Nước Tàu là nước Việt á, phân nửa sông Dương Tử á. Còn vợ lấn mình xuống còn có một khúc chút xíu à, họ nói còn chưa vừa lòng nữa. Mà cứ lên đây nó đưa tiền, nó xúi mấy người gọi là làm việc cho nó đó lên quậy mình hoài. Sắp tới có bùng phát dịch lớn như thì Việt Nam sẽ không có bùng phát dịch lớn. Việt Nam phải sống chung với dịch, cũng như ở Mỹ cũng đang sống chung với dịch nè. Nhưng mà quan trọng nhất, Việt Nam phải kiếm khoảng 20 triệu liều thuốc của Mỹ nha, chứ không phải thuốc của Trung Cộng. Rồi cái dán nhãn của Mỹ vô thì không có làm vậy, thì lúc đó mình sống chung với dịch, mình kinh tế mình mới hoạt động lại được. Còn chưa có ai chích ngừa của Mỹ á, thì cũng còn nguy hiểm á. Chú ơi, sao ở trên không phạt mấy lãnh đạo cứng đầu thấy dân khổ sở vậy mà còn đấu đá nội bộ vậy chú? Sao trên không phạt mấy ổng hả? Mấy ổng á là những chư thiên lãnh nhiệm vụ xuống, mà lúc mà mang lon từ trên trời xuống á, có một số thôi nha, một số của thiên ma thì mình không nói. Thế thiên ma thể theo Trung Cộng á là phản quốc á, mà cái số mà trên xuống á, mà làm ở phía bên chánh á, gọi là bên thượng thiên á, xuống đây gặp tiền với bị chết nhát á, bị mua chuộc, cũng tham sống sợ chết. À, cái số đó là bị phạt nặng đó, là tại vì làm cho cái nước Việt cứ lận đận lao đao là do cái số đó. Sao không phạt? Tại vì dân của mình á, cả chú lên đây nè, chú không có vụ lợi gì hết, có nhiêu tiền cũng đưa ra cho cộng đồng, bỏ 20 triệu mua cái núi này cũng cho cộng đồng. Lên đây nói bị chúng chửi, giàu có tỷ phú lên đây nói bị bạn bè giàu cũng coi thường mình, nhân viên cũng coi thường mình, anh em cũng coi thường mình, quốc gia cũng cũng khinh dễ mình, cộng sản thì nói mình thọt lét họ, Phật giáo thì nói chú là quỷ là tà, công giáo thì nói lên núi của thằng Kiệt là phản Chúa. Cho nên chú ở tám bề thọ địch mà chú cũng lì lên đây nói, mà còn bị dư luận viên, bị một số mấy người ở nước Việt cứ lên đây kiếm chuyện từ câu từ chữ để mà chửi chú hoài á, thì làm sao mà không tổn phước được, không không còn hoạn nạn.